người ta sẽ phê phán cái chuyện mà làm remake, có nghĩa là chỉ là lấy một cái gì đó hay người ta đã làm sẵn về mình chế lại thôi. Nhưng mà cái điều đó nó không không hẳn là như thế đâu. Dĩ nhiên là mình biết là những cái lợi thế khi mình làm remake, trước tiên là mình sẽ có được cái kịch bản tốt, mình đã bảo chứng được là đã có nước, một cái nước người ta đã làm tốt cái phim đó rồi, thì chỉ mang cái kịch bản tốt về xào nấu thôi. Nhưng mà remake mình còn phải xem là how you remake nữa. Có rất là nhiều cái mà nếu như mà mình biết cách remake nó sẽ ra một bộ phim mới. Tôi nói ví dụ bây giờ Squid Game làm sao bạn mang về Việt Nam mà bạn cứ một con qua con chim làm sao bạn làm được, đúng không ạ? Cho nên nếu như cái Squid Game mà nó được remake ở Việt Nam thì trò chơi của nó sẽ là ô ăn quan, sẽ là cò cò, sẽ là rồng rắn lên mây. Năm Thì 10. năm 10 mình sẽ ngồi mình xoay, mình sẽ cùng nhau phải suy nghĩ ra là lấy cái trò chơi gì để gắn vô cái câu chuyện này. Cho nên á, cái remake á, nó là một cái thứ kích thích sáng tạo khủng khiếp. Nếu như thật sự mình làm đúng cái nhiệm vụ về remake thì mình phải làm sao để mình gọi là chúng ta bản địa hóa một phim đã thành công. Cái điều đó mới là khó.